Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ với các bạn một ít hồ điệp đại hàng Đài Loan. Những cây đã cắt ngòng, chúng ta sẽ tận dụng những cái gốc này chúng ta về trồng. Thì khoảng độ là 3 đến 4 tháng nữa các em sẽ cho ra bông. Mình xin nhắc lại, đây chính là những cây hồ điệp Đài Loan. Rất là nhiều màu sắc. Những màu lô này thì nhà vườn báo rằng là có 8 đến 9 màu khác nhau. Những màu cơ bản của cây hồ điệp nó bao gồm như là cây màu trắng V3, đỏ ớt, màu tím, màu vàng, màu hồng, màu cam, màu chớp đột biến. Cây rất là đẹp. Màu đậm nó sẽ sổ ra màu đậm, lá đậm các bạn nhé. Sẽ sổ ra màu đậm như là màu tím, màu hồng hoặc là màu đỏ. Còn nó là những cái cây mà to như thế này nè, là thường thường nó sẽ sổ ra là cây màu trắng V3. Bởi vì là cây màu trắng V3 nhìn nó rất là bự, dễ rất là xanh. Cây trắng V3 là cây này nè các bạn. Một trong những yếu tố mà mình rất là thích cái cây hồ điệp Đài Loan là tại vì sao? Tại vì rằng là cây hồ điệp Đài Loan á, bông của nó rất là bự, cánh nó dày, nó rất là lâu tàn. Hôm nay mình sẽ lần đầu tiên mình sẽ đưa cho các bạn xem cái kích thước của một cây bông hồ điệp Đài Loan nhé. Nó rơi khoảng độ 12 cm này, nó rất là to. Cái cây màu tím này chúng ta đo thử xem nào. 12 cm này, đường kính của nó 12 cm này các bạn này. Hồ điệp Đài Loan cánh nó rất là dày, lâu tàn. Và một cánh nó ra được khoảng độ 15 cho đến 18 bông một cành. Và nó có xu thừa hướng là nó đâm phân nhánh. Đây là cây hồ điệp màu vàng của mình, nó đang ra nhánh các bạn này. Đây cái màu vàng. Nó ra nhánh các bạn rất là nhiều. 1, 2, 3. Đang chuẩn bị ra thêm cái nhánh là nhánh thứ 4 và cái ngọn nữa là ngọn thứ 5. Các bạn thử hình dung xem nếu là một cây Đài Loan chúng ta mà trồng nó ra được 5 cái ngòng như thế này, một cái ngòng nó rơi vào khoảng độ là được ít nhất là phải được 8 cái bông đi. 8, 5, 40, một cái cành nó ra 40 bông thì các bạn thấy cái sự khủng khiếp của cây Đài Loan nó ghê gớm vậy không? Những cây này thì có rất là nhiều màu sắc, mình sẽ lựa màu cho các bạn dựa theo kiểu lá khác nhau và màu sắc cũng sẽ tương ứng với khác nhau. Cây cổ sáng thì sẽ ra màu sáng như là màu vàng, màu trắng, màu hồng. Còn những cây màu đậm như thế này thì em sẽ sổ ra những màu như là màu đỏ. Màu đỏ, màu tím. Đó. Những cây hồ điệp Đài Loan thì thường thường thì bộ rễ nó rất là xanh. Rễ rất là xanh. Thì hiện tại bên mình đang bán cái combo này là 5 cây, mình sẽ lựa cho các bạn là 5 màu khác nhau. Là 325 ngàn mình bao ship. Còn nếu các bạn mà mua 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu thì là phí ship là 40 ngàn. Đây là những cây hồ điệp Đài Loan, các bạn đừng có mang cái hàng của mình so sánh với cái hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc những cây này thì họ bán với giá là khoảng độ là 35 cho đến 40 ngàn. Đây là cây hồ điệp Đài Loan. Đài Loan nó rất là nổi tiếng về cái vấn đề về ươm giống những cây hồ điệp. Khi mà nhắc những cây Dendro thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới đó chính là những cái cây của Dendro Thái hoặc là Đài Châu, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Đài Châu Thái. Còn riêng về hồ điệp thì là thằng Đài Loan nó làm hiện tại là tốt nhất trên thị trường. Cây rất là đẹp. Mình về khá là nhiều hàng. Biểu hiện lớn nhất của cây hồ điệp Đài Loan là bộ rễ rất là xanh. Và thường thường thì mình hay chia sẻ cách trồng lan thì mình hay khuyến khích các bạn là chúng ta lên sưu tầm cái hàng Đài Loan. Rễ xanh. Đa dạng về màu sắc, đa dạng về màu. Hồ điệp thì thường thường thì nó rất là lâu tàn các bạn nhé. Nó rất là lâu tàn. Nó khoảng độ là rơi vào khoảng độ 2 tháng cho đến 3 tháng. Rễ xanh, hàng Đài Loan nó rễ xanh. Nhưng mà 3 tháng đấy chỉ là đối với những cây hồ điệp Đài Loan thôi. Còn đâu những cây hồ điệp mà hàng vỉa hè hay là hàng Trung Quốc thì các bạn trồng cũng mà muôn đời nó không bao giờ được 3 tháng. Mình sẽ chia sẻ các bạn những cây hồ điệp mà mình đang trồng. Cây hồ điệp này là cây hồ điệp màu hồng, nó mới ra được 3 bông và mình trồng được khoảng độ là
3 đến 4 tháng, chậu này 4 tháng thì đúng hơn á, nó đang ra hai ngồng này và mình trồng trong chậu đất lung. Mình bỏ 2/3 giớn ra. Mình bóc 2/3 giớn ra, mình để lại 1/3 giớn và mình chèn than ở dưới. Đang ra hai ngồng. Ngồng thì nhà mình nhiều lắm. Này em này ra ngồng rồi, các bạn thấy không? Hồ đập Đài Loan đang xuống phân nhánh này. Đó. Bên này cũng vậy, em này em ra hai cành luôn này. 1 này, 2 này. Đang chuẩn bị ra bông, cây này cây trắng V3 này. Đó. Hồ điệp Đài Loan trồng nó với đá. Những cây hồ điệp thì thường thường thì tuổi thọ của các em này nó rơi vào khoảng độ là từ 15 năm cho đến 20 năm là hết một cái vòng đời của cái hoa lan. Nên vì vậy nó là một người bạn đi chúng ta một quãng đường rất là dài. Chúng ta lên sưu tầm cái hàng Đài Loan thì để cái cây nó sẽ khỏe mạnh hơn. Lô này có rất là nhiều màu các bạn nhé. Nhiều màu, cây này cây màu vàng rồi. Rễ xanh. Bộ rễ rất là xanh. Các bạn nhìn thấy đã không? Không phải cây nào cũng có bộ rễ xanh như này, đến 80% là bộ rễ xanh như này. Các bạn nhận hàng này, kiểm tra hàng giúp mình. Đẹp những cái gì mà mình nói thì các bạn hãy thanh toán tiền cho anh shipper. Còn nếu mà các bạn mà nhận hàng mà không có giống thì các bạn hãy hòa đơn về, bên mình không có thu 1.000 nào của các bạn tiền cước ạ. 3 năm nay mình đã bán cái hàng Đài Loan này, nó đi rất là mạnh. Trên thị trường thì có rất là nhiều người bán lan, nhưng mà để tìm ra một cái shop bán lan uy tín để các bạn đặt niềm tin vào thì không phải là một sự dễ dàng đâu. Cây màu vàng. Các bạn thích màu đậm thì bảo mình lựa cho các bạn cổ đậm. Còn các bạn mà muốn nhiều màu đó, như thế này nè. Các bạn mà thích cây màu bự đấy, cây bự đấy, cây to cầm cho nó đã mắt như thế này thì các bạn hãy bảo mình để mình lựa cho các bạn cây màu đậm hoặc là cây bự. Hồ điệp thì màu sắc khác nhau, kiểu lá nó sẽ khác nhau. Các bạn xòe bàn tay các bạn xem này. Đó, ngón tay dài, ngón tay ngắn, ngón bự, ngón nhỏ. Thì hồ điệp nó cũng vậy. Cái cây trắng với cây tím là thường thường nó sẽ rất là bự. Còn những cái cây như cây màu vàng hoặc là cây màu cam thì nó sẽ rất là nhỏ. Màu vàng, màu cam hoặc là màu đột biến nó cũng nhỏ. Đây các bạn xem bông của nó này. Mình cho các bạn xem cái bông này. Cây đường kính được có 10 cm thôi à. Cái chớp đột biến đến 10 cm, nhưng mà các bạn sang cây màu tím mà xem. Nó lên đến 12 13 cm cho các bạn đấy chứ. Trắng này. Đó. Lên sưu tầm hàng Đài Loan các bạn nhé. Lên sưu tầm hàng Đài Loan. Dễ trồng. Xiên bông ra bông quanh năm suốt tháng, khỏe ạ. Các bạn trồng hàng Đài Loan nó mới dễ sống. Hồ điệp nó là cái dòng rất là kén người để trồng. Chết rất là nhiều. Nó đã khó để các bạn mà sưu tầm những cái hàng trôi nổi nữa thì các bạn cực kỳ là khó trồng. Cứ hàng Đài Loan mà mua ở bên mình hay là mua ở shop nào đi chăng nữa, các bạn khi mà vào shop các bạn hỏi luôn là hàng Đài Loan hay hàng Trung Quốc. Cứ hàng Đài Loan mà mua. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Shop Có TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Lô hàng này chắc chắn sẽ hết rất là nhanh thôi.